Xin chào tất cả mọi người, Phước Sửu đang có mặt tại một cái vị trí siêu đắc địa là một căn góc hai mặt tiền đường Bùi Đoàn Đoàn và Cao Trừ Phát, là một trong những cung đường gọi là đẹp nhất tại Phú Mỹ Hưng. Với cái căn này gọi là một cái shop house cực kỳ có giá trị, nhưng nó là một gọi là căn gọi là biệt thự và gọi là hai mặt tiền, nên gọi là về kinh doanh, về để ở thì rất là thuận tiện luôn. Với căn nhà này thiết kế là 12 x 18,5 và có một cái hầm rất lớn, trệt, lửng và ba lầu. Đang có hợp đồng cho thuê đến hơn 6.000 đô một tháng. Ưu điểm của căn nhà này thì mua bán là có thể là kinh doanh mua bán hoặc cho thuê ngay. Rồi và cái khu này thì rất là nhiều người sinh sống. Hiện tại căn nhà này thì đang có người nước ngoài thuê luôn, bởi vì họ có thể là kinh doanh những cái mặt hàng gọi là có nổi tiếng trên thế giới, giống như Starbucks, Phúc Long hoặc là Coffee House ha. Với căn nhà này thì chủ nhà cần tiền bán nên có cái một mức giá cực kỳ mềm luôn. Quý anh chị cần thêm thông tin của căn nhà thì inbox ngay cho số dưới nha. Hiện tại là pháp lý của căn nhà này là đã có sổ hồng hoàn công bền vững rồi. Và quý anh chị cần thêm thông tin hoặc là mua bán với căn nhà này thì có thể là hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70%. Như mọi người nhìn thấy thì xung quanh căn nhà này thì việc xây dựng đã gần như là 80% rồi. Chỉ còn một vài lô đất ở trong khu này là chưa xây dựng thôi, nên nó là mật độ khu dân cư ở rất là đông đúc luôn. Để có nhiều thông tin hơn nữa thì inbox theo số hotline bên dưới. Và đồng thời bây giờ Phước Sửu cùng với mọi người bay livecam để cảm nhận khu dân cư Phú Mỹ Hưng sau 20 năm hình thành và phát triển có những bước tiến và những cái đột phá nào nha. Và hôm nay Phước Sửu sẽ đi chi tiết về khu đô thị Phú Mỹ Hưng, tọa lạc tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến là những khu đô thị sang trọng và hiện đại bậc nhất tại Việt Nam. Về vị trí địa lý thì Phú Mỹ Hưng là một khu đô thị nằm dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, dễ dàng kết nối với khu vực khác qua cầu và kênh rạch tự nhiên. Với sự phát triển vượt bậc nổi danh là nơi sống của nhất nhiều người thu nhập hiện nay, thì ít ai ngờ rằng 20 năm trước ở đây Phú Mỹ Hưng là một khu dân cư đầm lầy và hoang vu ha. Thì bây giờ là Phước Sửu sẽ chi tiết sơ qua Phú Mỹ Hưng gồm có những khu đô thị nào. Thứ nhất là khu trung tâm có 409 hecta, khu làng đại học khu B có 95 hecta, khu trung tâm kỹ thuật cao khu C 46 hecta, khu trung tâm lưu thông hàng hóa khu D 85 hecta, khu trung tâm lưu thông hàng hóa khu E là 115 hecta. Dân số sinh sống tại khu Phú Mỹ Hưng quận 7 tính đến khoảng 2020-21 tầm khoảng 50.000 người. Đặc biệt có tới hơn 50 dân cư tại Phú Mỹ Hưng là người nước ngoài, đa số đến từ nhiều quốc gia như châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Một trong những lý do dẫn đến sức hút của khu đô thị này với khách nước ngoài đó là môi trường sống cực kỳ tiện nghi, hiện đại, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ đa dạng phong phú theo hướng đa chức năng, chưa kể còn có nhiều trường học quốc tế và rất nhiều bệnh viện. Hệ thống tiện ích điển hình ở Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phú Mỹ Hưng được phát triển với 8 phân khu chức năng, trong đó có 3 khu tiện ích. Và những cái khu như Phước Sửu kể tên như là trung tâm thương mại tài chính quốc tế nè, khu Crescent, khu y tế điều dưỡng và 5 khu dân cư như là khu văn hóa giải trí, cảnh đồi, khu kênh đào, Midtown, khu dân cư Nam Viên. Mỗi khu vực đều cung cấp những tiện ích riêng đảm bảo nhu cầu thiết yếu của khu dân cư Phú Mỹ Hưng. Rất là nhiều dự án có mặt tại Phú Mỹ Hưng và được khách hàng đón chào rất nhiều như Happy Valley, Hưng Phúc Premier, Urban Hill, Midtown Phú Mỹ Hưng. Rất là nhiều khu dân cư lớn ha. Bản đồ đi ăn chơi lại Phú Mỹ Hưng thì rất là thuận tiện, dễ dàng, bởi vì tất cả những cái khu dân cư này thiết kế theo dạng bàn cờ, nên là tiện cho việc gọi là mua sắm, giải trí, ăn uống và rất là nhiều tiện ích tại Phú Mỹ Hưng. Rồi, và sau đây thì mọi người cùng với Phước Sửu bay livecam và để cảm nhận những cái gọi là cái tiến độ cực kỳ thần tốc mà 20 năm Phú Mỹ Hưng sau khi hình thành và phát triển trở thành một khu đô thị lớn nhất tại Việt Nam. Rồi, quý anh chị cần thêm những cái thông tin về khu đô thị này, inbox ngay cho Phước Sửu để có nhiều cái thông tin hơn về những cái sản phẩm mua bán ký gửi tại Phú Mỹ Hưng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.